Chào mừng các em đến với khóa học Tiếng Anh lớp 10 trên trang web olm.vn. Unit 2: Your body and you. Grammar. Trong phần ngữ pháp đầu tiên của bài 2, chúng ta cùng ôn tập lại cách dùng của will và be going to. Chúng ta đã biết cả will và be going to đều được sử dụng để diễn tả các ý tương lai nói chung. Tuy nhiên thì cách dùng cụ thể của will và be going to như thế nào thì chúng ta cùng theo dõi bài học ngày hôm nay. Đầu tiên, kem hãy thử làm bài tập sau. Điền will hoặc be going to vào chỗ trống. Kem lưu ý có những trường hợp thì cả hai đáp án đều đúng. Chúng ta cùng quan sát đáp án trên màn hình. Câu 1, chúng ta điền will She will give me a book when I finish cleaning the floor. Cô ấy sẽ đưa cho tôi một quyển sách khi tôi xong việc lau nhà. Câu này diễn tả một lời hứa, promise. Câu 2. The screw is stuck. It won't loosen. Cái ốc vít bị kẹt, nó sẽ không lỏng ra đâu. Câu này diễn tả sự phủ nhận, refusal. Câu 3, chúng ta có thể điền will hoặc be going to. Bởi vì không có ngữ cảnh cụ thể nên câu này có thể là diễn tả một quyết định decision hoặc một kế hoạch plan, một dự định intention. Tôi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. Câu 4, chúng ta cũng có thể sử dụng will hoặc be going to vì câu này diễn tả một dự đoán prediction. Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp mới vào thế kỷ 21. Câu 5, câu này thì chúng ta có ngữ cảnh rõ ràng. Nam nhìn thấy một bà lão với những chiếc túi nặng thì Nam đã đưa ra đề nghị giúp đỡ. Offer. Từ bài tập này thì các em đã phân biệt được cách dùng của will và be going to chưa? Will và be going to có những khác biệt về cách dùng như sau. Will được sử dụng để diễn tả quyết định tại thời điểm nói. Còn be going to được sử dụng để diễn tả các kế hoạch, các dự định đã được lên, đã được bàn bạc từ trước. Kem quan sát hai ví dụ sau. There's no milk. I will go and get some. Vì người thứ nhất nói là đã hết sữa rồi nên người thứ hai mới đưa ra quyết định. Vậy đây là quyết định ngay tại thời điểm nói chưa có sự chuẩn bị trước đó, vậy chúng ta sẽ sử dụng will. Ngược lại với câu này, We're going to see a film this weekend. Chúng tôi sẽ xem một bộ phim vào cuối tuần này. Với câu này thì người nói đã lên kế hoạch, đã có dự định đi xem phim từ trước, bởi vậy chúng ta sử dụng be going to. Tiếp theo, cả will và be going to đều được sử dụng để đưa ra các dự đoán về tương lai tuy nhiên chúng ta sẽ sử dụng will nếu dự đoán đó dựa trên ý kiến cá nhân ví dụ i think he won't come tôi nghĩ là anh ta sẽ không tới trong trường hợp này chúng ta có các dấu hiệu để sử dụng will đó là i think i believe nếu dự đoán dựa trên các dấu hiệu các sự thật mà chúng ta nhìn thấy nghe thấy thì chúng ta sẽ sử dụng be going to Ví dụ. Look at those dark clouds. It's going to rain. Câu này chúng ta có dấu hiệu đó là dark clouds, mây đen, bởi vậy dự đoán là trời sẽ mưa sẽ sử dụng be going to. Ngoài ra thì will còn được sử dụng để diễn tả lời hứa, lời đề nghị, yêu cầu giúp đỡ, lời từ chối, sự phủ nhận hay là lời đe dọa. Còn be going to thì sẽ không được sử dụng trong các trường hợp này. Bây giờ, các em hãy xác định xem will và be going to đã được sử dụng đúng trong các câu sau hay chưa nhé. Các em đã nắm bài rất chắc. Câu 1 là một câu sử dụng sai. Câu này đưa ra đề nghị người khác giúp đỡ mình, bởi vậy chúng ta phải sử dụng will chứ không sử dụng be going to. Câu 2 đúng, câu này là dự báo thời tiết. Câu 3 sử dụng be going to là đúng. Câu này đưa ra một dự đoán dựa trên một cái dấu hiệu đã có sẵn đó là that noise, một cái tiếng ồn, bởi vậy chúng ta dự đoán đó là ai đó chuẩn bị đi vào phòng. Câu 4 cũng là một câu đúng. Câu này diễn tả kế hoạch đã được lên từ trước. Câu 5 cũng tương tự là diễn tả một kế hoạch, bởi vậy chúng ta sử dụng will ở đây là sai. Câu này chúng ta phải sử dụng be going to. Câu 6, chúng ta sử dụng will cho dự đoán dựa trên ý kiến cá nhân. Có dấu hiệu đó là I think. Câu 7, diễn tả một dự định. Và câu 8, đây là một lời hứa, Chúng ta cùng củng cố kiến thức với một bài tập nữa. Câu 1, câu này diễn tả một dự đoán dựa trên dấu hiệu có sẵn, the clouds. Mặt khác thì câu này cũng thể hiện đây là ý kiến cá nhân, bởi vậy chúng ta có thể sử dụng will hoặc be going to. Câu 2, tôi không thể mở cái chai này, cái nắp không di chuyển. Câu này thể hiện sự phủ nhận. Chúng ta sử dụng will ở dạng phủ định là won't. Câu 3. Câu này là câu hỏi về dự đoán. Chúng ta có thể sử dụng will hoặc be going to. Câu 4. Diễn tả một kế hoạch đã được lên sẵn. Chúng ta sử dụng be going to. Câu 5. Diễn tả một điều mà chúng ta không chắc chắn. Bởi vậy chúng ta sử dụng will. Câu 6. Là câu hỏi về kế hoạch trong tương lai gần. This test holiday... Vì vậy chúng ta sử dụng be going to. Câu 7 cũng là một câu diễn tả dự đoán dựa trên quan điểm cá nhân mà thôi, bởi vậy chúng ta sử dụng will. Cuối cùng, câu 8, đây là một câu diễn tả dự định, một kế hoạch đã được lên sẵn. Và dựa vào ý nghĩa thì chúng ta phải sử dụng dạng phủ định